Đang xin chào bạn. Sau đây đang xin giới thiệu các bạn cần hai khúc AD/CMPS Titan. Này đang đang phân phối hai kích thước chiều dài 21 và 24. Cái này khoen hai chân khoen bướm rất khỏe các bạn. Cán được bằng chuôi gỗ, giả gỗ đây là gỗ rất nhẹ, carbon xoắn hai da. Phần bát gà máy và phần chuôi cần nữa. Khoen này khoen bát thường thôi, rồi Fuji. Khoen này rất khỏe. Chất liệu carbon xoắn, nhìn bước xoắn đấy, bước xoắn cần trọng lượng các bạn xem. Cần 24 đây, trọng lượng của cần 24. Hai trăm bốn mươi hai gram. Cần 21 đây. Chia nhau 20 gram. Cần này 7 khoen cả đầu alo các bạn nhé. Gần 3 ly. Còn 2 ly 7, 2 ly 8 gì đấy. Đấy là bước ngọn là cần 24. Bước ngọn cần 21 đầu alo đấy. Hai ly rưỡi. Phải 5 ly. Rồi đang phát sinh ra giới thiệu các bạn cần CMPS Titanium có hai kích thước chiều dài 24 21. Đang phát sinh xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đang Phát Sinh.